giá trị lớn nhất của thằng đàn ông không phải là nhàn hạ, mà giá trị lớn nhất của thằng đàn ông là lo được, ít nhất là lo được cho vợ con, còn nhiều hơn nữa là lo được cho cha mẹ, còn nhiều hơn nữa là lo được cho xã hội, chứ không phải là hạnh phúc của thằng đàn ông là an nhàn và hưởng thụ. Vì vốn dĩ đàn ông sinh ra hạnh phúc nhất là có cái bờ vai để cho người khác tựa. Và một thằng đàn ông mà chẳng ai tựa được vào vai mình thì còn gì là thằng đàn ông nữa, lấy đâu ra hạnh phúc nữa. À, bạn Nguyễn Trần có đặt câu hỏi là: thầy cho em hỏi, trong giai đoạn mới lập nghiệp nhưng gặp nhiều khó khăn, và mất mát, nhưng tâm lý người vợ luôn lo lắng, sợ chồng khổ và thiệt thòi, mong thầy chỉ giúp em. Trong tình cảnh như vậy em nên làm gì? Vì chưa có thành tựu gì nên không biết giải thích như thế nào cho vợ hiểu. Em xin cảm ơn, chúc thầy năm mới nhiều sức khỏe. Cảm ơn em. Đây cũng là câu chuyện sự thật, là tôi có một anh phó tổng cách đây vài năm. Anh ấy cũng ít tuổi và lấy vợ, mới lấy vợ và bấy giờ thì anh ta chưa có con. Thế thì mỗi một ngày, ngày đấy tôi cũng khởi nghiệp, thì mỗi một buổi tối anh ấy phải làm việc rất khuya và về muộn. Thế thì mỗi một lần như thế về thì vợ anh ấy rất là chán nản, thương anh ấy nhưng mà cũng cáu, là vì gần như là chỉ có tập trung vào công việc và không quan tâm đến vợ. Thế thì vợ anh ấy là liên tục kỳ kèo anh ấy. Thế thì anh ấy cũng đến phàn nàn với tôi tương tự như cái câu mà bạn vừa hỏi. Thì tôi hoàn toàn đồng ý và tôi chia sẻ với cô vợ ấy. Thế thì tôi mới bảo bạn ấy hãy về nói chuyện với vợ, vì vợ chồng bạn chưa đủ để hiểu nhau. Cho nên chúng ta sẽ nói chuyện, và nói chuyện như thế nào, hãy hỏi vợ bạn ấy. Để em đưa ra một phương án đi. Là bây giờ là cậu phải về cậu nói với vợ cậu, là bây giờ là anh định anh nghỉ việc. Anh sẽ không làm ở chỗ này nữa, bởi vì làm ở chỗ này vô cùng áp lực. Mặc dù thu nhập được vài chục triệu một tháng nhưng áp lực lắm. Anh muốn tìm một cái chỗ nào làm độ khoảng 7-8 triệu và dành nhiều thời gian cho vợ hơn. Tuy nhiên thì như vậy là để mua được nhà riêng thì vợ chồng mình nó phải rơi vào năm 45 hoặc là 50 tuổi gì đó thì mới có may mắn mua được nhà. Thế thì cái cách thứ hai là anh muốn nỗ lực khoảng vài năm nữa, 3-4 năm nữa thì vợ chồng mình mua được nhà. Thì bây giờ anh sẽ lựa chọn một cái công việc mà dành nhiều thời gian cho vợ hơn. Thì có lẽ là vì vợ buồn như thế này thì chắc là anh phải xin chuyển cái công việc nào đấy mà với cái mức lương độ khoảng 7-8 triệu thôi, để cho vợ vui. Thế thì các bạn biết là phản ứng như thế nào không ạ? Thì cô vợ cô ấy ngay lập tức cô bảo: không, vậy thì anh cứ làm công việc cũ đi. Thôi cố gắng nỗ lực 2 năm nữa, 2-3 năm nữa rồi lúc đấy anh nghỉ ngơi cũng được. Chứ như thế này thì nếu mà chuyển sang chỗ 7-8 triệu thì đến mấy chục năm nữa mới có nhà thì toi. Thế là ngay lập tức tôi bảo tiếp, anh lại tiếp tục tâm sự với bà mẹ vợ giúp tôi với. Thế là anh ta cũng đưa ra một cái phương án đúng như vậy với bà mẹ vợ, và bà mẹ vợ cũng khuyên là nên đi làm thôi, vất vả, chúng mày còn trẻ nên vất vả vài năm để rồi nó ổn định sự nghiệp, rồi là nhàn hạ sau cũng được con ạ. À. Thế là vô tình là mẹ vợ cũng ủng hộ và vợ cũng ủng hộ. Ủng hộ ở đây không phải là ủng hộ anh ta mà ủng hộ về tương lai của cả một cái gia đình. Thế thì dẫn tới là lần sau anh đi về muộn thì vợ lại có cốc nước cam pha cho anh ta uống. Và anh ta vô cùng phấn khởi, chỉ sau có hai cái câu chuyện đấy thôi. Thì độ khoảng 3-4 ngày sau anh ta đến anh khoe, bảo tình hình là bây giờ mỗi lần em đi làm về muộn lại có thêm quả trứng gà ăn này, hoặc là có một cốc nước cam để uống này, thật là tuyệt vời. Thay vì trước đây là mỗi lần về thì là bị ném trứng thối này, rồi là cho uống một cái cốc mật đắng này để làm cho nó cứng họng lại, thì bây giờ là rất là tuyệt vời, rất là ngọt ngào. Thì như vậy là vấn đề ở đây là vợ bạn cũng vậy thôi. Thì em cũng phải chia sẻ với vợ em, cái giá trị lớn nhất của thằng đàn ông không phải là nhàn hạ, mà giá trị lớn nhất của thằng đàn ông là lo được, ít nhất là lo được cho vợ con, còn nhiều hơn nữa là lo được cho cha mẹ, còn nhiều hơn nữa là lo được cho xã hội, chứ không phải là hạnh phúc của thằng đàn ông là an nhàn và hưởng thụ. Vì vốn dĩ đàn ông sinh ra hạnh phúc nhất là có cái bờ vai để cho người khác tựa.
Và một thằng đàn ông mà chẳng ai tựa được vào vai mình thì còn gì là thằng đàn ông nữa, lấy đâu ra hạnh phúc nữa. Cho nên là thông qua cái việc đấy em nên tâm sự để cho vợ em hiểu em hơn, đấy cũng là lỗi từ phía em. Vì vậy chúc em sớm tâm sự được với vợ và ổn định được hạnh phúc gia đình, mặc dù có vất vả nhưng mà cùng chia sẻ được với nhau thì rõ ràng đấy là một cái hạnh phúc rất là lớn. Cảm ơn câu hỏi của em và chúc em hạnh phúc. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam Global được sáng lập bởi ông Ngô Minh Tuấn, vận hành bởi triết lý giáo dục thân, tâm, tuệ. Với hai chương trình huấn luyện, quản trị kinh doanh Business One dành cho học sinh sắp tốt nghiệp trung học phổ thông có khát vọng trở thành doanh nhân trong tương lai. Quản trị kinh doanh Business Boss dành cho học sinh sắp tốt nghiệp trung học phổ thông có định hướng kế thừa doanh nghiệp hoặc khởi nghiệp trong tương lai. Học viên có cơ hội nhận ngay học bổng lên đến 40 triệu đồng khi xuất sắc vượt qua vòng phỏng vấn đầu vào trực tiếp cùng doanh nhân. Số lượng chỉ tiêu có giới hạn. Tìm hiểu ngay về trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam Global tại website www.truongdoanhnhanceovietnam.edu.vn hoặc hotline 24/7 1800 577722.